Hôm nay thì cô bắt đầu dạy cho các bạn về kanji Hán tự. Thì trước khi mà mình vào bài đầu tiên thì chắc các bạn ở trong đầu suy nghĩ Hán tự là gì? Hán tự là một trong ba loại ngôn ngữ. Có nghĩa là ba loại như là hình như là kata, higa, kanji cũng là một loại. Nếu mà nhiều bạn hỏi là tại sao phải học kanji thì tại sao học kanji? Bởi vì khi mà mình có nghĩa là khi mà mình còn sơ cấp như là N5 trong bản là như N5 từ những cái bài mà đọc ngắn á thì các bạn là có thấy chứ trong câu là ngoài là higa kata mình còn gặp là kanji, nhưng mà khi mà mình lên trình độ cao hơn như là N3, N2 hoặc là những cái bài đọc dài hơn thì đa phần là trong đó là thường ghi kanji là nhiều. Còn tại sao ghi kanji nhiều thì sau này khi mà mình học kỹ vào cô sẽ nói kỹ hơn. Rồi đầu tiên mà cô sẽ nói sơ sơ về kanji. Thứ nhất như là bây giờ cô cho ví dụ đi. Kanji chắc là chữ Hán tự này các bạn biết nhờ. Đây là chữ nhân. Nhân có nghĩa là người. Đây là một chữ Hán tự. Một chữ Hán tự thường thường sẽ có hai âm, đó là âm cương yomi và on yomi. Đầu tiên là âm cương. Âm cương thì sau này cô sẽ ký hiệu là dấu trừ. Âm cương có nghĩa là âm thuần nhược, có nghĩa là nó có từ xa xưa rồi, gọi là âm cương. Còn âm on hoặc là on yomi có nghĩa là âm ghép. Âm ghép có nghĩa là khi nó ghép vào một chữ khác, nó sẽ ra một cái nghĩa. Ví dụ như âm on, cô sẽ ký hiệu là dấu cộng. Rồi, bây giờ chúng ta cô cho ví dụ như là chữ này là chữ nhân. Thì âm cương của nó sẽ là hito. Và âm on sẽ là jin hoặc là nin. Ví dụ như khi trong câu mình gặp là như là mình ghi thế này thì các bạn sẽ đọc là hito. Hito ở đây là người và hito nghĩa của nó là người luôn. Còn khi âm on, ví dụ như mình gặp hay gặp chữ là mình đây chữ này mình sẽ đọc là Nihonjin. Nihonjin khi đúng rồi là Hito, nghĩa của nó là người. Còn chỗ này là Nihonjin, chữ nhân này sẽ đọc là Jin, có nghĩa là người Nhật. Đây là cô nói sơ sơ về là âm on và âm cương. Rồi, chút nữa khi mà vào bài chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi bài số 1 của kanji ngày hôm nay, đó là suji, có nghĩa là số đếm. Chắc các bạn đang thắc mắc là mình sẽ đi theo giáo trình nào phải không? Kanji chúng ta sẽ đi theo kanji master. Có nghĩa là chúng ta học kanji bài N5 chúng ta sẽ học là cuốn này. Thì N5, bài đầu tiên chúng ta sẽ học về số đếm. Đây là số đếm của chúng ta. Chúng ta, bài này, bài đầu tiên chúng ta sẽ học 14 chữ Hán tự. Đó là từ 1 đến 10. Ngoài ra chúng ta học thêm là bách, thiên, ngoài ra là vạn và miên. Ngoài đầu tiên chúng ta sẽ vào số đầu chữ Hán tự đầu tiên, đó là nhất. Nhất là gì các bạn? Nhất có nghĩa là một, số 1. Nhất này chỉ có một nét thôi, là một nét ngang. Xong chúng ta sẽ vào là âm cương. Cương là ký hiệu là dấu trừ. Âm on sẽ là dấu cộng. Cộng nghĩa là cộng vô, cộng một chữ Hán tự nào đó vô. Ví dụ âm cương của chữ nhất là hitochi. Và âm on sẽ là ichi hoặc là ik. Rồi, bây giờ cô cho một số ví dụ nha. Ví dụ như là một người. Một người sẽ là hitori. Còn nếu là một người hitori
Thường thường từ này mình hay gặp là hitoride các bạn. Có nghĩa là một mình, ví dụ như mình đi học một mình ăn cơm một mình. Rồi, tiếp theo, giờ cô cho là nhất và giữ nhật. Nhất nhật là mùng 1 mình sẽ đọc là suitachi. Thằng này vì nó là đặc biệt nên các bạn phải nhớ. Rồi, tiếp theo cô cho thêm một ví dụ nữa. Nhất. Bây giờ cô cho ví dụ như là nhất tháng 1 đi. Ga từ nhất và nguyệt. Mình sẽ đọc là Ichi ga từ. Ichi ga từ. Còn cái từ ít này ăn o này, ví dụ như là nhất. Tháng tự này có nghĩa là chữ bổn. Nhất bổn có nghĩa là chữ hon này thường thường mình sẽ ném vào những cái cây mà bọt dài, ví dụ như là dứt chì, nó có chiều dài và nó nhỏ. Mình sẽ đọc là it bon, một cây. Tiếp theo mình sẽ đi số chữ nhị. Nhị. Nhị là số 2. Nhị này. Số 2 nhớ nha, nhị là số 2 có hai nét. Nét trên và nét dưới. Nét trên sẽ ngắn hơn nét dưới. Mình đọc là ni, thường thường trong số đếm mình đọc là ni. Rồi, đầu tiên âm gương của nó sẽ là futachi. Futachi. Rồi, âm hơn sẽ là ni. Rồi, bây giờ cô sẽ chỉ các bạn một số ví dụ. Nhị và nhật. Chữ này gọi là nhật nha các bạn. Nhị nhật là mùng 2 sẽ là vừ chư cả. Nhị nguyệt vừa chư gà có nghĩa là mùng 2. Nhị nguyệt là tháng 2 sẽ là ni ga chữ. Còn này là chư này sẽ dành cho là đếm những đồ vật mình gọi là cái á. Đây là mình thấy là vừa ta chữ. Các bạn nhớ về nhà luyện tập cũng như là mình học, mình đọc, mình biết nhiều nha. Rồi, đây là chữ nhị. Tiếp theo là mình sẽ hết nhị sẽ là tam. Nhị là mình viết một nét. Nhị là hai nét, nhất là một nét. Bây giờ tam sẽ là ba nét. Một, hai, ba. Tam có nghĩa là số ba. Thường thường trong số đếm mình gặp là san. Đầu tiên sẽ là âm cương, sẽ đọc là mi chư. Và âm ghép sẽ là âm on sẽ là san. Rồi, chúng ta sẽ làm một số ví dụ. Nhật sẽ đọc là mùng 3 sẽ là Mika. Mika là mùng 3. Rồi, tháng 3 sẽ là San Gaju. San Gaju. Còn 3 cái sẽ là
miệt chữ sẽ lòi đuôi chữ ra. Rồi bây giờ chúng ta đã xong chữ tam, bây giờ sẽ là tứ. Tứ có nghĩa là bốn, số bốn. Tứ là bốn. Thì chữ này có bốn nét. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm. À xin lỗi, chữ này là mình có năm nét. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái này tượng trưng giống như là cái chữ này. Bên ngoài này mình sẽ đọc là như là bộ, như là một cái cửa sổ. Ở bên sẽ là hai tấm rèm. Đây là cách để mình nhớ kanji, như là mình tưởng tượng ra à cái chữ này nó giống cái gì, để sao để nó ấn tượng, để là mình nhớ. À, tứ. Tứ có nghĩa là bốn, số bốn. Rồi âm cơn sẽ là yok chữ, yok chữ. Và âm on hay gọi là âm ghép sẽ là, thường thường các bạn đọc là gì? Vô hoặc là do. Ngoài ra nhiều khi chúng ta đọc là she, giống như là hán tư sẽ là she got to. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một số ví dụ. Nhật sẽ đọc là giọt ca. Giọt ca có là nghĩa là mùng 4. Mùng 4 nha các bạn. Mùng 4. Rồi. Tứ. Tứ nguyệt sẽ là tháng 4. Tháng 4 mình sẽ đọc là Shigatsu. Shigatsu có nghĩa là tháng 4. Còn đây là bốn cái thì thường xưa là dùng cho những điếm đồ vật. Mình sẽ là bốn cái là yokchu. Yokchu có nghĩa là bốn cái. Đây là những, đây là chữ tứ và một số ví dụ về tháng tự mà có chữ tứ vào trong đây. Bây giờ chúng ta tứ xong sẽ tới là ngủ. Ngũ có nghĩa là số 5. Ừ. 1, 2, 3, 4. Đây là chữ ngũ. Ngũ có nghĩa là số 5. Âm cơn sẽ là y. Chữ. Âm cương sẽ là y chư chữ. Và âm on hay gọi là âm ghép sẽ là go. Go. Rồi chúng ta sẽ vào một số từ liên quan đến chữ ngủ. Ví dụ mình nói là mùng 5 đi. Mình sẽ đọc là, đọc là cái gì bạn? Y sư cả. Y sư cả. Mùng 5. Tháng 5 sẽ là go ga chữ. Go ga chữ. Mùng 5. Rồi số 5 sẽ là go trong số thứ tự. Go số 5. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ là lục hay gọi là số 6. Một, hai, ba, bốn.
Như là ở trên là một cái nóc nhà, ở dưới là sẽ là chữ này, trong kata mình hay đọc là ha. Đây là một trong những cách mà để cô nhớ chữ lục. Âm cương sẽ là mươi tự, và âm on sẽ là rồ cư hoặc là rồ. Ví dụ như là mình nói là sáu cái, hoặc là bây giờ mình nói là sáu lần, lần sẽ là cai. Tháng sáu, để mình viết bựng thêm một chút. Sáu cái sẽ là sáu cái, mươi chữ, mươi chữ, sáu cái, sáu lần sẽ là gập ca, gập cai. Gập cai có nghĩa là nó sẽ biến âm. Tiếp theo là tháng sáu, gồ cư ga chữ, gồ cư ga chữ có nghĩa là tháng sáu. Tiếp theo lục, tiếp theo lục là thắt, thắt là bảy. Nếp nghiên dọc phần, đây là cách viết của chữ thắt. Âm cương sẽ là nana chữ, nana chữ, bảy cái. Âm on sẽ là shichi, shichi. Ví dụ theo âm chúng ta là ví dụ như là bảy cái là nana chữ. Giờ chúng ta nói mùng bảy, mùng bảy sẽ là mùng bảy nana ka. Nana ka mùng bảy. Khám nghiệm cho tiếng gì giống như là tháng bảy, tháng bảy sẽ là shichi ga chu, shichi ga chu, tháng bảy shichi ga chu, mùng bảy nana ga, bảy cái sẽ là nana chu. Tiếp theo sẽ là bát, bát là tám, số tám. Chữ này thì rất là đơn giản, các bạn tưởng chừng nó nhìn nó giống như là chữ ha của mình trong kata, nhưng mà sẽ là nét này trên, này trên một chút, nét thứ hai sang trên nét thứ nhất một chút. Đọc là bát. Bát này âm cương sẽ là dạ chữ, dạ chữ, dạ chữ, và âm on sẽ là hà chi hoặc là hà, hà gì các bạn, chữ nhỏ sẽ gọi là biến âm. Ví dụ như bây giờ mình nói là tám cái sẽ đọc là các bạn được không một chút, yes,
chữ. Rồi bây giờ mình nói là tháng 8. Tháng 8 ngoài ra như là mùng 8. Rồi, giờ mình làm ví dụ như là tháng 8 sẽ là 8월. Tháng 8. Rồi mùng 8 sẽ là 6월. Còn hồi nãy mình số 4 mình học là 4월, hồi này sẽ là 6월. Hoặc ví dụ như từ này, cô sẽ cho một ví dụ như là hồi nãy cô có nói rồi, chữ này dùng cho điểm những vật dài, ví dụ như là cái ô mình ví dụ á, hoặc là cái gì sọc là has bone. Tiếp theo bác sẽ là bác là tiếp theo số mấy bạn? Bác là 8. 9 sẽ là củ. Củ vĩ hồ, cáo chín đuôi. Tiếp theo chữ củ. Củ có nghĩa là chín. Rồi, chúng ta sẽ qua bên âm on và âm cun. Âm cun sẽ là coconut. Coconut. Âm on sẽ là kiu hoặc là cự. Giờ ví dụ như là chín cái. Lồi đuôi chưa ra, có nghĩa là coconut. Coconut, chín cái. Số 9 sẽ đọc là kiều. Rồi bây giờ mình là tháng 9 đi. Tháng 9 sẽ là cứ ga chữ. Cứ ga chữ. Mùng 9 sẽ là cái gì các bạn? Mùng 9. Mùng 9. Mùng 9 sẽ là Coconoka. Coconoka. Mùng 9. Tiếp của củ sẽ là 10 là thập. Này thì chúng ta tưởng như giống như là một cái thánh giá, gọi là thập. Thập như là một thánh giá, nét ngang, nét xuống. Rồi âm côn sẽ là tô. Tô. Tiếp theo sẽ là âm on. Tôi ghi chỗ này thấp một chút. On sẽ là you. You là số 10 hoặc là suit. Ví dụ như bây giờ mình nói là mùng 10. Học và chữ Nhật. Mùng 10 sẽ là tô cập.
mặc dù mình ghi là tô ô gà nhưng mình sẽ đọc là tô gà. Tô gà là mùng 10. Rồi, tháng 10 sẽ là you got it. You got it. You got it là tháng 10. 10 sẽ đọc là you. Còn cái từ youth này thường mình gặp như là từ 10 tuổi. Youth size. Youth size là 10 tuổi. Cố gắng lên các bạn, mình còn 4 chữ nữa. Tập xong tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với chữ bách. Thường người ta là bách niên giai lão. Bách ở đây là 100. Bách niên giai. Đến từ thứ thứ một chút. Đây cô ghi là mình chỉ có âm cun thôi. Nhớ, hồi này chỉ có âm cun. Pia cự. Rồi. Pia cự. Hoặc là ngoài ra có gì nữa các bạn? Sẽ là pia cự. Rồi, số 100 mình đọc là pia cự. Pia cự. Pia cự. Pia cự nghĩa là 100. Rồi bây giờ mình nói là 600 đi. Số 6 hồi nãy mình học là có một cái nóc nhà, ở trên là mái nhà, ở dưới là ha. 600. Mình sẽ đọc là gập bia cử. Gập bia cử. Gập bia cử 600. Hoặc 300. 3 là 3. 1, 2, 3. 3. Trăm sẽ là bắt. Sẽ là sam bia cử. Một trăm sẽ là hia cự. 600 sẽ là gầm bia cự. 300 sẽ là san bia cự. Nhớ một cái là ma rừng, một cái là ten ten. Bách là 100, chỉ là thiên sẽ là 1000. Mình sẽ bắt đầu quen với hán tự chữ thiên. Thiên có nghĩa là 1000. Thiên sẽ là 1000. Âm Hán Việt là thiên. Thiên tế, thiên tế. 1000. Nhớ chữ thiên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thằng này thì chỉ có âm on thôi. Âm on sẽ là sen hoặc là gen. Sen hoặc là gen. Ví dụ như mình nói là 8.000 người đi. Người sẽ là hán tự là nhân. Sẽ đọc là sen nim. Sen nin là 1000 người. Rồi, bây giờ mình nói là 8000. 8000 nghe chứ không là 8000 người các bạn. Số đi số tự là 8000.
8, hồi này để đọc là sen. Sen. Sen là ngàn. Bây giờ mình nói không có là 8.000, mình sẽ ghi là số 8 là giống chữ gì mấy bạn? Ha. Mình sẽ học là hasen. Hasen 8.000. Hà còn bây giờ là 2.000 sẽ là nisen. Nisen 3.000 sẽ là sanzen. Là sanzenden. Rồi, thiên tới thiên là hai chữ cuối cùng của mình sẽ là chữ. Chữ gì các bạn? Vạn. Vạn là bao nhiêu? Các bạn thắc mắc là một vạn là bao nhiêu không? Vạn. Vạn. Vạn này chỉ có âm on thôi nên là mình sẽ ghi là dấu cộng là man. Ichiman có nghĩa là một vạn, có nghĩa là một triệu yên, nghĩa là 2 triệu Việt Nam mình đấy. Rồi ví dụ như là ni man, ni man, thằng này rất đơn giản, nó chỉ có một âm on thôi là ni man. Ni man có nghĩa là 2 vạn. 3 vạn sẽ là san măng. Thì chữ măng này là rất là đơn giản, tại vì nó chỉ có một âm ghép thôi. Rồi tiếp theo chữ cuối cùng mình sẽ là viên. Viên trong viên mãn. Viên ngoài ra nó là tiền tệ của Nhật, mình gọi là yên á, tiền yên. 1, 2, 3, 4. Viên trong viên mãn, viên trong tiền yên. Nói chung một âm on, âm on, âm ghép đó là em. Ví dụ như nó là 100 yên sẽ là 100. 100 là chữ bắt. Mình sẽ đọc là hiyaku em. Hiyakue 100 yên. Hoặc là mình đọc là 1.000 yên sẽ là sen yên. Sen yên. Rồi, đây là 14 chữ. Hồi nãy giờ cô đã dạy cho các bạn là 14 chữ Hán tự. Đó là bao gồm gì? Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập. Ngoài ra 4 chữ đó là bách, thiên. Ngoài ra là vạn và y, viên. Viên hay gọi là còn mình hay gọi là gọi là từ yên đấy. Rồi thì các bạn nhớ về nhà mình sẽ cố gắng luyện tập đọc nhiều viết nhiều thì các bạn sẽ nhớ. Bài video này chúng ta là kết thúc. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Nếu mà các bạn có ý kiến gì về bài giảng của cô thì các bạn comment bài dưới nhé. Rồi bye bye.